Lãnh đạo xã Hành Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cho hay, quân nhân DH, tên viết tắt, trú trên địa bàn đã bị mất liên lạc 15 ngày. Theo vị này, H đi nghĩa vụ quân sự được khoảng một năm nay. Trưa 21 tháng 11, H có sắp đồ và nói là lên đơn vị. Tuy nhiên, ngay tối cùng ngày, đơn vị liên hệ với gia đình thông tin H chưa đến nơi. Cho tới thời điểm hiện tại, dù gia đình đã đưa thông tin lên mạng xã hội liên hệ với những người quen biết nhưng vẫn chưa liên lạc được với H. Hiện gia đình và đơn vị vẫn đang cố gắng tìm kiếm liên lạc với H.